Cao điểm khách du lịch bằng tàu biển đến Đà Nẵng thường bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Riêng từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã đón 27 chuyến tàu biển với hơn 32.500 lượt khách đến, tăng 5 chuyến và hơn 14.400 lượt khách so với tổng của cả năm 2023. Dự kiến năm nay, Đà Nẵng sẽ đón hơn 40.000 lượt khách tàu biển đến tham quan, du lịch, tăng 120% so với năm trước sở du lịch và các sở ban ngành đơn vị liên quan đã phối hợp theo chức năng đảm bảo môi trường du lịch an ninh an toàn và quy trình đón phục vụ tàu biển đưa khách du lịch quốc tế đến đà nẵng đặc biệt với sự hỗ trợ của đơn vị biên phòng thành phố và cảng đà nẵng khi tàu cập cảng các thủ tục nhập cảnh cho khách được thực hiện nhanh chóng thân thiện tạo điều kiện cho du khách tham quan mua sắm được thuận lợi